một người phụ nữ 42 tuổi bị máy xay thịt cuốn dập nát bốn ngón của bàn tay trái, được các bác sĩ bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh lấy hai ngón chân ghép thành ngón tay áp út và ngón út để có thể cầm nắm. 3 tháng trước, người phụ nữ này không may bị máy xay thịt cuốn nát bốn ngón tay trái, không thể phục hồi, chỉ còn ngón cái nguyên dạng. Các bác sĩ bệnh viện 175 buộc cắt bỏ bốn ngón hỏng, tạo mẫm cục để vết thương lành hẳn mới tính đến phương án phẫu thuật ghép chi. Đến nay, phần mỏm cụt tay bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh lý nền được kiểm soát tốt. Các bác sĩ tiến hành ca ghép hai ngón chân thành hai ngón tay. Đây là bệnh nhân thứ hai được các bác sĩ bệnh viện 175 lấy ngón chân ghép thành ngón tay.